Tin Tổng giáo phận Hà Nội, thường huấn Hội đồng Mục vụ và Ban Mục vụ tại Giáo hạt Lý Nhân. Thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại Giáo xứ Bút Đồng, hơn 500 quý chức trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và Ban Mục vụ Giáo họ thuộc Giáo hạt Lý Nhân đã cùng hội ngộ tham dự ngày thường huấn để học hỏi và nâng cao tinh thần nhiệt huyết làm việc mục vụ tại giáo xứ và giáo họ của mình. Vào lúc 7 giờ 45, các tham dự viên lắng nghe những chia sẻ đầu tiên đến từ cha lô Nguyễn Văn Đoàn, đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt Phủ Lý, với đề tài tình nghiệp thông giữa cha xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ. Kế đó, vào lúc 8 giờ 30, cha Du Xe Nguyễn Văn Liên, đặc trách Ủy ban Giáo dân Tổng Giáo phận, giới thiệu tới quý chức nội dung cuốn Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo sứ với mục đích giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn phận vụ và vai trò của mình trong khi thi hành nhiệm vụ tại các giáo sứ giáo họ sau ít phút giải lao quý chức tiếp tục họp nhau tại nhà thờ để lắng nghe cha juce nguyễn văn hữu trưởng ban nghiêm huấn ủy ban giáo dân tổng giáo phận chia sẻ đề tài sống và làm chứng về đức kitô phục sinh ngày từ huấn trở nên vui tươi và tràn đầy niềm hứng khởi khi mọi người cùng nhau hân hoan chào đón sự hiện diện của vị cha chung đầy kính yêu đức tổng giám mục juce vũ văn thiên trao ban huấn từ trong buổi gặp gỡ hôm nay, Đức Tổng Giám mục Du Xe đã giúp cho quý trước hiểu rõ hơn về mối hiệp thông hàng dọc giữa Thiên Chúa với con người, mà cụ thể là hiệp thông qua bí tích thánh thể, một điều căn bản làm nên sức sống và nét mới mẻ của con người tín hữu. Tâm điểm của Ngày Thường Huấn là thánh lễ tạ ơn vào lúc 11 giờ do Đức Tổng Giám mục Du Xe chủ sự. Đồng tế với Ngài có sự hiệp dâng của cha đặc trách Ủy ban Giáo dân Tổng Giáo Phận, quý cha quản hạt Quý Tre đặc trách Ủy ban giáo dân một số giáo hạt, Quý Tre đồng tế và đông đảo sự tham dự của Quý Hội đồng Mục vụ và Ban Mục vụ trong giáo hạt Lý Nhân. Chia sẻ trong bài giảng, sau khi nhấn mạnh đến lệnh truyền của Đức Giêsu là những ai đi theo người hãy trở thành chứng nhân cho người, Đức Tổng Giám mục Du Xe tiếp tục chấn an các quý chức trong khi thi hành chức vụ. Với cương vị là giáo dân, việc làm chứng cho Chúa vừa khó khăn nhưng cũng vừa là một điều dễ dàng khó khăn vì chúng ta kém hiểu biết về giáo lý khó khăn vì lời nói của chúng ta đôi khi không có uy tín không có thế giá khó khăn vì chúng ta bận rộn công việc suốt ngày làm ăn gia đình khó khăn vì xã hội ngày hôm nay người ta dưỡng dưng với thiên chúa nhưng quý ông bà và anh chị em làm chứng cho chúa cũng có rất nhiều điểm thuận lợi bởi vì các ông các bà là những người sống ở trần gian sống bậc sống trần thế gặp gỡ nhiều người quen biết nhiều người thân thiện nhiều người gần gũi nhiều người và có những lúc tâm sự với nhiều người chính vì thế nếu chúng ta có Chúa Giêsu phục sinh nếu chúng ta có lòng nhiệt thành tông đồ thì chứng từ của chúng ta cũng rất có hiệu quả khi chúng ta cố gắng để trở nên một người Kitô hữu chân chính trước khi kết thúc thánh lễ một vị đại diện cho quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ và ban mục vụ thay lời cho các thành viên tham dự tri ân đức tổng giám mục Dư Xe quý cha đặc trách quỹ ban giáo dân quý cha và toàn thể cộng đoàn tham dự